Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, đi cùng ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ thời gian qua, có thêm những người giống sư. Họ cũng cạo đầu, cũng vấn quần áo giống với ông Lê Anh Tú, cũng ôm ruột nồi cơm điện, có thời điểm lên tới hơn 70 người. Số này thường với ý đồ xấu. Bên cạnh đó, còn nhóm người có động cơ lợi dụng công nghệ mạng để làm tiền. Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, với vai trò quản lý nhà nước về tôn giáo, Bộ đã có ý kiến với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, tiếp tục phối hợp cùng giáo hội với tư cách quản lý nhà nước, chứ không phải cơ quan chỉ đạo giáo hội. Ông Vũ Chiến Thắng cho biết, chúng tôi đã yêu cầu các địa phương mà ông Lê Anh Tú đi qua cần phối hợp với giáo hội, nhất là lúc xảy ra những hệ lụy không mong muốn, phải đảm bảo an ninh trật tự, không thể chủ quan nghĩ rằng trong đám đông đó không có kẻ xấu. Về lâu dài, chúng tôi yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương phải làm việc với ban trị sự, để thẩm định lại các phát ngôn, thuyết pháp mà gây ồn ào trên mạng xã hội, để có cơ sở chấn chỉnh. Ngày 23 tháng 6, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng của địa phương vừa gặp gỡ, tuyên truyền để ông Đặng Văn Phòng, quê ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, không mặc quần áo giống nhà sư, đi khất thực, gây hiếu kỳ, hiểu lầm, có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ông Đặng Văn Phòng hiện ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phòng được một số người dân tự đặt cho biệt hiệu là Hộ Pháp Kim Cang và từng đi theo ông Lê Anh Tú. Cơ quan chức năng cũng xác định, ông Phòng không thường xuyên ở huyện Thanh Hà mà thỉnh thoảng về quê và ở lại nhà của hai anh trai ở địa phương. Ngày 19 tháng 6, ông Phòng cùng một số người bạn vào một quán cà phê ở thị trấn Thanh Hà uống nước. Sau đó, mặc quần áo giống như người tự tu hành ra khu vực chợ hương của thị trấn mua hoa quả mang đến nghĩa trang liệt sĩ của địa phương thắp hương. Khi di chuyển với trang phục giống ông Thích Minh Tuệ, ông Phòng khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập, chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội để câu like. Việc làm này gây hiểu lầm, dư luận xấu và có thể dẫn đến mất an ninh trật tự tại địa phương. Tại cơ quan chức năng, ông Đặng Văn Phòng khẳng định mình không đi khất thực và chỉ tu tại nhà, không bán hàng online, không câu view, câu like trên mạng xã hội.